Trong bản cập nhật tình hình chiến sự đến tối hôm 26 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Ukraine tại các thành phố thuộc tỉnh Donetsk với 18 cuộc giao tranh. Bộ này cũng cho biết Nga đã phát động khoảng 34 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Bộ này cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa và không kích tiếp theo trên khắp Ukraine vẫn còn cao. Theo Bộ Tổng tham mưu, Moscow đã thực hiện 18 cuộc tấn công bằng tên lửa vào các khu định cư ở thủ đô Kiev và thành phố Dnipro, 60 cuộc không kích, chủ yếu bằng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, vào các khu định cư ở tỉnh Kharkiv. Tờ The Kiev Independent dẫn lời thống đốc tỉnh Dnipro, ông Sohir Shak nói rằng, tên lửa Nga sáng ngày 26 tháng 5 đã rơi trúng một phòng khám ở thành phố Dnipro, tỉnh Dnipro, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 31 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Ông Rysak cho biết 50 lính cứu hỏa đã đến hiện trường để dập tắt đám cháy lan rộng 1.000m2 và phá hủy một phần phòng khám 3 tầng. Ngoài phòng khám nói trên, tên lửa cũng làm hư hại một phòng khám thú y, 9 khu chung cư, nhà cửa và phương tiện của người dân. Kiev và các đồng minh phương Tây lên án gay gắt vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Pháp gọi vụ việc là tội ác chiến tranh, vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và không thể không bị trừng phạt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên án mà không nêu tên bên thực hiện vụ tấn công. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa trên không nhằm vào các kho đạn dược của quân đội Ukraine trong ngày 26 tháng 5. Ông tuyên bố, quân Moscow đã loại khỏi vòng chiến hàng trăm binh sĩ đối phương ở các hướng Kubian, tỉnh Kharkiv, Kherson, Ryman và Donetsk. Cùng ngày, ông Vitaly Kisarev, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk RPR tự xưng nói rằng, quân đội Ukraine đã chịu thương vong khoảng 35.000 đến 40.000 người kể từ đầu cuộc giao tranh ở thành phố Soreda và Artyomov. Ông Konashenkov cho biết, ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo Grom-2, hai tên lửa hành trình Storm Shadow và bắn hạ 20 máy bay không người lái Ukraine trong ngày qua. Về các đợt phản công của Ukraine trong ngày 26 tháng 5, người đứng đầu chính quyền ly khai thân Nga ở tỉnh Donetsk, ông Denis Pushirin nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang nã pháo dữ dội vào thành phố Donetsk khi xung đột ở thành phố này tròn 9 năm. Theo ông Pushirin, quân đội Ukraine đã tiến hành 3 cuộc tấn công vào Donetsk kể từ sáng ngày 26 tháng 5 bằng nhiều bệ phóng tên lửa khiến một người thiệt mạng. Ông kêu gọi người dân địa phương hạn chế di chuyển quanh thành phố trừ khi thực sự cần thiết. Tỉnh trưởng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Grashkov cho biết trên Telegram rằng Ukraine đã thực hiện khoảng 200 cuộc tấn công vào tỉnh này trong 24 giờ qua bằng súng cối và pháo khiến nhiều nhà cửa hư hỏng. May mắn không có thương vong về người. Thưa quý vị, RIA Novosti, một trong những hãng thông tấn báo chí quốc tế hàng đầu của nước Nga, hôm 27 tháng 5 dẫn nguồn tin chính quyền tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm xác nhận hai tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine đã được khai hỏa về phía nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol bên bờ biển Azov. Trước đó, thị trưởng Mariupol Blake Morgan từng thông báo thành phố này ghi nhận một đợt tập kích bằng hai tên lửa tầm xa, nhưng dữ liệu sơ bộ cho thấy không ai bị thương và cơ sở hạ tầng tại thành phố không bị phá hủy. Mariupol từng là thành phố cảng nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine trước khi xung đột nổ ra. Đây là mục tiêu chiến lược mà Nga quyết tâm kiểm soát trong giai đoạn hai chiến sự, bởi thành phố nằm trên hành lang đường bộ nối từ Nga qua Donbass, Lugansk và Donetsk tới bán đảo Crimea. Trong chiến dịch vây hãm nhà máy thép Azovstal, cứ điểm phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Mariupol hồi năm ngoái, Nga đã bắt khoảng 1.000 binh sĩ thuộc nhóm vũ trang cực hữu tiểu đoàn Azov cùng nhiều quân nhân Ukraine và các tay súng nước ngoài, nhưng sau đó trao trả cho Kiev. Một năm qua, Nga xây dựng lại thành phố với hàng chục tòa chung cư mới, hệ thống sưởi, nước sinh hoạt và nguồn điện đều đã được khôi phục. Xe buýt hoạt động trở lại, thường xuyên kín khách, các trường học, bệnh viện và cửa hàng ở Mariupol cũng đã nối lại hoạt động. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp chung GCCC, cơ quan giám sát các vụ tập kích nhằm vào tỉnh Donetsk và Lugansk nói rằng quân đội Ukraine đã phóng 4 tên lửa tầm xa từ hướng Tây Bắc vào Mariupol tối ngày 19 tháng 5, nhưng chưa nêu chủng loại vũ khí được sử dụng. Đầu tháng 5 năm 2023, Anh bàn giao lô tên lửa Storm Shadow cho Ukraine. Theo CNN, Ukraine cam kết sử dụng chúng nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. RIA Novosti cho hay, Kiev đã bắn một số tên lửa loại này vào các mục tiêu ở vùng Donbass.
Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ máy bay được Tập đoàn Quốc phòng British Aerospace của Anh và Matra của Pháp cùng phát triển. Phiên bản xuất khẩu của mẫu tên lửa này có tầm bắn khoảng 250 km. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, các quan chức Ukraine thông báo nước này đã bắn hạ 10 tên lửa và hơn 20 máy bay không người lái UAV do Nga phóng vào thủ đô Kiev. Cùng ngày, tình báo quân sự Ukraine tuyên bố lực lượng Nga tại nhà máy năng lượng hạt nhân Zaporizhia đang chuẩn bị khiêu khích trong vài giờ tới khi cố tình thay đổi lịch trình luân chuyển nhân viên dưới sứ mệnh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để che giấu kế hoạch của họ. Vậy, mục đích của sự khiêu khích này là gì? Theo hãng thông tấn toàn cầu Reuters dẫn tuyên bố của tình báo quân sự Ukraine hôm 26 tháng 5, họ đã bắn hạ 10 tên lửa từ biển Caspi, 23 UAV Shahed do Iran sản xuất và 2 UAV trinh sát. Tổng cộng 17 tên lửa và 31 UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công từ 22 giờ ngày 25 tháng 5 đến 5 giờ ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng một vụ hỏa hoạn bùng lên ở ngoại ô thành phố Kharkiv sau khi một kho dầu bị tấn công 2 lần và thiết bị để bơm dầu bị hư hại. Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào Ukraine trong tháng này, chủ yếu nhắm đến các cơ sở hậu cần và hạ tầng trước cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Cùng ngày 26 tháng 5, tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga tại nhà máy năng lượng hạt nhân Zaporizhia đang chuẩn bị khiêu khích trong vài giờ tới khi cố tình thay đổi lịch trình luân chuyển nhân viên dưới sứ mệnh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để che giấu kế hoạch của họ. Để đạt được điều này, một cuộc tấn công sẽ được dàn dựng tại nhà máy năng lượng hạt nhân Zaporizhia. Sau đó, một thông báo sẽ được đưa ra về việc rò rỉ phóng xạ khủng khiếp. Ukraine sẽ bị đổ trách nhiệm cho vụ tấn công. Theo cơ quan này, lực lượng Nga đã cố tình thay đổi lịch trình luân chuyển nhân viên dưới sứ mệnh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm 26 tháng 5 để che giấu kế hoạch của họ. Tình báo quân sự Ukraine cho biết thêm, mục đích của sự khiêu khích đó là khiến cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra chi tiết dẫn đến chiến sự tạm ngừng, cho phép lực lượng Nga tập hợp lại và cản trở Ukraine phản công thành công. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, hôm 6 tháng 5, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cảnh báo tình hình gần nhà máy năng lượng hạt nhân Zaporizhia đang ngày càng trở nên khó lường và có khả năng gặp nguy hiểm. Lực lượng Nga kiểm soát Zaporizhia, nhà máy năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu kể từ tháng 3 năm 2022. Reuters cho biết nhà máy này hiện chỉ hoạt động với 1/4 đội ngũ nhân viên, dẫn tới lo ngại về vấn đề bảo trì.